Rồi, anh tính đi tìm gốc hoa dẻ. Đây là lá. Đấy. Đây là cái gốc của cây hoa dẻ. Có cái hoa không? Cho thơm cho mặt này hay. À, dứt đi đưa dao. Cái này dứt thấp thôi. Thấp chứ, hồi nửa sữa. Hồi nửa sữa, giống gọi là mình lại thấp thôi. Vì cái này là mình lại cái cụ của con là cái thân hẳn là không cần cao. Với cái dạng của cái này là dạng trung bình. Tại là cái này là ở trong rầm là không có hóa. Loài này rất cho sát sát. Em mới đau như vậy thì đang vùng nổi lại ngoài nữa. Là phải trống. Anh băng ở nhà mà không có cái mô có bình thôi. Cái này mà có cái bình mà bỏ thì nó đẹp. Cái này là nặng nhiều thầy. Cái này là nặng nhiều. Nặng nhiều. Phần nó xấu con rá nhạnh chứ. Nặng nhưng mà cái này là sẽ có hóa sớm. Vì tôi thấy cái dạng cái này là nhìn màu có hóa sớm. Thôi bữa đó đi thủng cho nhà. To đây này. Mình được mà ăn nữa thôi chứ sắc thôi hả sắc sắc gọi là mùa dịch mình lấy nên rượu nên là ổn nhất.
Được chưa? Đấy. Đây là thoát thầy. Ừ. Đây mà lại bầu khó. Hả? Đây mà lại bầu khó. Đấy. Bầu chị. Tao gọi bị vô nhé. Đi bầu là khó lấy. Ừ. Nói là đau ra ra tiệm thôi. Cửa thôi, nghe rung rung rồi đúng không? Cũng hạnh đau vong cũng không về để băng nữa. Ừ. Đang được thích rồi lên. Này đứa thằng cổng đi. À. Bạn cũng hạnh đi. Hả? Bỏ chứ. Bỏ chứ. Bạn nó phải thắm. Mà cái cuốn này dân hạnh lắm với kiểu. Đây không được đến được không được máy. Ừ. Rồi. Lật. Gọng lật gọng. Lật chuyển đi đây. Đây đây đây. Để mực để cho con dạ. Để cho ba con người ta coi. Đó. Đó. Lại cả bầu luôn. Cái được không? Có phải rây hẳn không? Chút, cần này thì về trồng. Trọng mình tắm luôn. Bên. Chụp, dứt bật đi. Dứt bật đây chị. Ừ. Ở đây đây. Rồi dao đây dứt bật đi. Dứt coi như đây nè. Không, để nghiên cứu. Để ra. Không, lấy lấy nó một cái nhánh, hai nhánh, ba nhánh. Cái nhánh con này là để luôn này đã ở đây. Hả? Có cái nhánh nhỏ nhỏ này này. Cái này để lạ luôn này đẹp. Xịa vong xung quanh là hắn sạch rầy là được. Đó, rê chỉnh của hắn đó đó. Ờ, rê hắn ít thầy. Ừ. Có vong rê đó. Cái cúc nó to nữa, hình như ở trên mái nó trên nữa vậy nè. Là bữa ta đi theo cái sơn lý chứ. Đó đó đó, đang cái cúc nó to đây. Cúc cái to nữa. Đấy có cái nhỏ anh băng này, hồi nữa có đào cái nhỏ này không đấy. Ừ. Cái nhỏ thì nhiều, cái to thì đây, ít thế con, cái nhỏ thì đây. Đó, như phải hoạt cái gốc của tỏ nè. Gốc như cái gốc cái tỏ nè. Đây này. Rồi nữa có được xuống với không? Gốc nữa. Ừ. Vui nào thôi. Đó, gốc nữa. Chua. Gốc nữa có được với không nè. Đấy. Rồi trụ mình lấy. Trời, tỏ rồi. Thường làm mua là mua xong là kết bàn rất lâu luôn. À. Ừ. Xong rồi là ở mố. Nghi lộc. Nghi lộc à. Nghi lộc. Vinh. Bố hân biệt cái dẻ, gái hoa dẻ đã bắt đầu hân vi. Biệt chứ. Biệt dạ rồi, bố hân biệt dạ rồi. Nghĩ biết chả ra bắt đầu vì múa rồi chứ.
rồi. Đài luôn. Dạ, vì đài nữa nè. Mà hạn rề không có mấy hay. Hả? Rề bình thường. Ừ. To rồi. Rồi. Trời. Đài luôn. Húc hoa rẻ luôn. Ôi trời. Trời. Chuyện bác. Được rồi đó hình. Ừ. Đấy. Cái cổ thù cho đi ngược rồi nó. Quay cái này xong rồi cho đi ngược rồi.